Hello mọi người, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ trình bày những vấn đề liên quan đến là bạn nên nghỉ bao nhiêu thời gian giữa các set là tốt nhất cho mục đích là hypertrophy training, và mình sẽ làm cái video ngày hôm nay để trả lời những cái câu hỏi liên quan đến những nghiên cứu ở trên mạng, những cái đồn đoán ở trên mạng hay là những cái kinh nghiệm pro ở trên mạng để các bạn có thể hiểu rõ thêm về mặt nguyên lý tập luyện cũng như là giúp các bạn lựa chọn được cái quãng nghỉ giữa các set hay là quãng nghỉ giữa các bài tập ấy, tốt nhất. Và mình sẽ làm cái video ngày hôm nay để tiếp tục cái series mà các bạn rất là quen thuộc rồi, đó là hypertrophy training. Các bạn có thể xem lại những cái video đó và đừng quên, có thắc mắc hay là có gì chưa rõ hay là có ý kiến gì các bạn có thể comment và cho Vincent ủng hộ bằng cách là like, share cũng như là subscribe kênh nếu các bạn chưa subscribe. Từ thời kỳ đầu của gọi là strength training hay là hypertrophy training hay là bodybuilding training, tập luyện thể hình rồi thể dục thể thao nói chung ấy, thì những cái cuốn textbook, những cuốn giáo trình mà xưa thế thì người ta đều ghi vào những hướng dẫn là nghỉ dưới 1 phút nó sẽ tăng sức bền, rồi nghỉ từ 1 đến 3 phút thì nó sẽ tăng cái gọi là kích thước cơ bắp, còn mà nghỉ trên 3 phút thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là tăng sức mạnh. Năm 2010 thì Brad Schoenfield ông ấy làm một cái meta analysis để gọi là xác định là tại vì những cái người mà tập thể hình ấy thì người ta hay gọi là tập luyện theo cái dạng là người ta không cần tập luyện để tăng sức mạnh, mà nên người ta không bao giờ mà tập luyện hướng tới cái one rep max, người ta chỉ có một khoảng từ gọi là 60 đến gọi là 85% one rep max chẳng hạn, nhưng người ta lại tập với lại cái thời gian nghỉ ngắn hơn để gọi là tăng cường cái metabolic stress, cũng từ cái lý thuyết của ông mà ông ấy đưa ra cái meta analysis như vậy. Còn những người powerlifter, những người thuộc chơi cái môn là cử tạ powerlifting ấy, Olympic weightlifting nói chung ấy, thì họ lại tập luyện là hướng tới cái chuyện là one rep max, nhưng họ lại nghỉ rất là dài, tức là họ tập set rồi họ tập rep cũng rất là ít nhưng mà họ nghỉ giữa các set rất là dài. Thì ông mới làm một cái meta analysis để tổng hợp tất cả những cái nghiên cứu, rất là nhiều nghiên cứu như thế, thì ông mới dẫn tới một kết luận như mình bôi xanh đây cho các bạn xem, là kể cả là hai nhóm thì đều mang lại cái tăng trưởng về mặt cơ bắp, độ phì nhiêu cơ bắp, mình tạm dịch như thế, độ lớn, độ phì nhiêu cơ bắp ấy, thì nó sẽ đều rất là ấn tượng, nhưng nó không có rõ ràng là cái phương pháp nào hay là cái training style nào, cái phong cách tập luyện như thế nào thì nó sẽ gọi là hơn cái phương pháp còn lại cho cái chuyện là hypertrophic gain, tức là đạt được về mặt tăng trưởng cơ bắp. Các bạn phải hiểu như thế, tức là những nghiên cứu mình cũng nói thêm là những nghiên cứu thì người ta sẽ so sánh từ cái này đến cái này, nó sẽ so sánh từ cái này đến cái này trong gọi là cái không gian hay trong cái bối cảnh của một cái nghiên cứu. Thì năm 2016 thì cái nhóm nghiên cứu này họ nghiên cứu dựa trên những cái người đàn ông mà đã tập luyện. Các bạn phải biết nha, là cái đối tượng nghiên cứu nó rất là quan trọng, và cái thứ hai là phương pháp nghiên cứu, thì người ta dựa trên cái phương pháp mà người ta tạo ra một cái chương trình nghiên cứu tập luyện trong cái khoảng là từ 50-90% one rep max, rồi tập luyện gọi là 7 bài tập, thì cái phần dưới thì mình kéo xuống các bạn sẽ thấy thôi. Và nó dẫn tới một cái kết luận là longer interval set period, tức là nghỉ giữa các set dài hơn thì sẽ tăng trưởng cơ bắp tốt hơn nghỉ giữa các set ngắn hơn. Và thực nếu mà đúng là tập luyện như thế và đúng là cái set, cái rep, cái volume như thế thì 3 phút hay nghỉ dài hơn nó sẽ tốt hơn cho chuyện tăng trưởng cơ bắp so với 1 phút. Các bạn phải hiểu cái ý của Vincent muốn truyền tải ở đây là cái nghiên cứu này dựa trên những cái đối tượng tập luyện và tập luyện những cái bài như thế, rồi tập luyện những cái rep như thế, tập luyện với cái one rep max như thế, và tập luyện trong 8 tuần như thế, và mỗi tuần chỉ tập 3 buổi như thế, thì nó mới dẫn tới kết quả là 3 phút nghỉ hơn 3 phút thì nó sẽ tốt hơn cho cái chuyện là nghỉ chỉ trong khoảng là 1 phút hoặc dưới 1 phút thôi. Đây là nó cái kết luận của nghiên cứu, là bạn hiểu rõ như thế, chứ không phải là nằm một cái chuyện là bạn cứ là đưa ra cái phương pháp nào kia là bạn dựa trên những cái nghiên cứu rất là phiến diện, là cái nghiên cứu này nó nói là 3 phút ấy, bạn đọc nhanh cái là 3 phút nó sẽ tốt, là bạn phải hiểu cái bản thân cái gọi là cấu tạo của nghiên cứu nó, hay cái cơ chế mà nghiên cứu nó dựa trên và cái phương pháp mà nghiên cứu nó đang áp dụng, và kể cả là đối tượng của cái phương pháp đã áp dụng. Rồi đến cái phần này thì Vincent sẽ hướng dẫn các bạn là cách áp dụng những cái kiến thức mà đầu đầu ở phần trên, đó là cái chuyện ấy bạn không được áp dụng một cách cứng nhắc. Các bạn phải hiểu một cái như này nè, là các bạn nghỉ để làm gì, cái điều đầu tiên các bạn phải hiểu như thế. Thì để có một cái thời gian nghỉ đúng thì các bạn phải hiểu 3 yếu tố như sau, là các bạn nghỉ ấy, cái thứ nhất các bạn nghỉ giữa các set là để có thể tập luyện gọi là một set tiếp theo tốt hơn, đơn giản như thế thôi đúng không? Thì nó phụ thuộc vào one rep max, phụ thuộc vào cái body adaptation của bạn, hay phụ thuộc vào cái chuyện là bạn cảm thấy là cái set sau đó mình có gọi là tập trung nổi không, hay là cái set trước nó có bị ảnh hưởng gì không, nó có gọi là gây gọi là mệt mỏi gì không, thì mình nghỉ để tập được cái set tiếp theo tốt hơn. Và cái thứ hai, tại sao mình nghỉ giữa các set mà mình cần chú ý là để cái chuyện là bạn tập luyện bạn đừng có bấm điện thoại, bạn đừng có gọi là làm cho cái thời gian của cả một buổi tập ấy nó kéo dài quá, thì nó liên quan đến cái chuyện là bạn kiểm soát thời gian, là cái thứ hai. Và cái thứ ba, tại sao bạn lại phải để ý tới quãng nghỉ, là tại vì ấy bạn phải theo cái chương trình của các bạn
viết ra hay là một ai đó viết ra hay một ai đó hướng dẫn thì bạn phải theo, là tại vì bạn phải theo được cái quãng nghỉ đó thì các bạn mới có thể đạt được cái mục tiêu. Hoàn thành cái mục tiêu là một cái rất là quan trọng, hoàn thành cái mục tiêu của một buổi tập nó sẽ giúp bạn là hoàn thành được mục tiêu của gọi là những cái buổi tập tiếp theo, rồi giúp cho bạn là hoàn thành được mục tiêu của cả một cái chương trình. Và bạn phải đặt trong một cái tổng thể một cái chương trình như thế. Và mình cũng nhắc lại thôi là nó liên quan đến cái bài tập, như mình mới nói thôi là cái bài tập là cái quan trọng nhất, là tại vì ấy các bạn nghĩ là các bạn có thể tập được tiếp theo cái đơn giản nhất, cái ngắn hạn nhất, còn những cái sâu xa thì không cần biết, nhưng trong một buổi tập bạn nghĩ là để tập được cái set tiếp theo nó tốt hơn, hoàn thành được mục tiêu, hoàn thành được gọi là khối lượng công việc mà bạn phải làm. Chứ còn bạn nghỉ ngắn hay nghỉ dài ấy mà nó không hoàn thành được ấy thì các bạn không có hiệu quả gì cả, thì các bạn không mang lại được cái hiệu quả gì cả. Giống như một cái ví dụ rất là kinh điển mình rất là hay nói với những người học viên của mình ấy, khi mà các bạn ấy mà muốn nghỉ dài hơn, mình nói nếu mà em tập drop set ấy thì làm sao em nghỉ dài được, hay em tập gọi là rest pause, hay em tập gọi là super set, hay em tập gọi là compound, hay em tập gọi là HIIT thì làm sao em nghỉ dài được. Nó nằm ở trong cả một cái tổng thể chương trình như thế nữa, chứ còn người ta so sánh là so sánh trên cái chương trình mà người ta thiết kế ra, trên cái đối tượng người ta thiết kế ra. Quan trọng nhất vẫn là bạn bạn có đủ khỏe, bạn có phù hợp với lại cái quãng nghỉ đó không, với cái chương trình đó không, với cái khối lượng đó không. Giống như cái nghiên cứu ở đây mình dẫn ra cho các bạn này là cái nghiên cứu mà so sánh giữa những bài tập compound, tức là những cái bài tập mà sử dụng nhiều khối khớp ấy, những cái bài như là đẩy ngực, hay những cái bài như là đẩy vai, hay là những cái bài như là squat deadlift, là những cái bài compound gọi là compound choi, và những cái bài gọi là single choi là những cái bài mà isolate hơn. Thì nó dẫn tới một cái chuyện là khi bạn tập những cái bài compound ở trong cái nghiên cứu này nha, nó đưa tới kết quả của nghiên cứu này, nó đưa ra cái kết luận là đối với những cái bài tập mà compound thì bạn nên nghỉ nhiều hơn những cái bài tập mà gọi là single set, hay là single choice set ấy, hay là single choice exercise. Thì bạn tập những cái bài isolate chắc chắn rồi, bạn mà nghỉ nhiều quá thì bạn không được cái hiệu quả về mặt metabolic stress. Còn bạn mà tập những cái bài mà gọi là multi choice, tập những cái bài gọi là nhiều cái gọi là khớp tham dự vào những cái bài gọi là phức hợp như thế mà bạn lại nghỉ ngắn quá thì có thể là cái phần cơ này, cái phần khớp này nó chưa hồi phục kịp. Đối với những cái phần gọi là cơ khác, khớp khác các bạn phải biết rồi, những cái cơ lớn này kia nó mạnh hơn, còn những cái cơ nhỏ thì nó yếu hơn. Chẳng hạn giống như bạn đẩy ngực ấy, bạn mà không nghỉ gọi là đủ dài chẳng hạn ấy, thì ở cái vai của bạn nó gọi là nó chưa theo kịp cái ngực của bạn, hay chưa theo kịp cái cánh tay của bạn ấy, thì bạn đẩy nặng lên tiếp theo, bạn đừng quên là bạn phải progressive overload nữa, thì nghỉ nó còn liên quan đến cái chuyện là bạn có progressive overload tiếp theo không, cái set tiếp theo bảo thực hiện được không, thì bạn phải chú ý điều này. Thì đây là một cái để mình dẫn ra để các bạn hiểu là một cái kết luận này, thì cái này thì các bạn có thể áp dụng. Còn phần sau thì mình sẽ nói về cái chuyện là bạn nên đặt nó trong một cái tổng thể như thế nào để bạn có thể áp dụng vào chương trình của các bạn. Thì phần này mình sẽ nói về cách áp dụng cái quãng nghỉ tốt nhất vào cái chương trình tập luyện của bạn, và phần này là một phần rất là hữu ích và một phần mà mình tin chắc là các bạn chưa nghe thấy ở đâu đâu, nên là các bạn đừng quên cho Vincent một like, một share và ủng hộ Vincent bằng cách là comment các câu hỏi của các bạn. Thì các bạn phải biết nghe này, mình sẽ chia ra trong một cái continuum, một cái thẻ liên tục. Mình cũng nhắc lại thôi là tập luyện tất cả mọi thứ phải đặt trong một cái thẻ liên tục, chứ đừng có tách rời nó ra, và bạn phải nhìn rõ cả cái tổng thể như thế thì bạn mới lựa chọn. Thì nó nằm ở trong một cái chuyện, nên là mình sẽ chia ra từ 0 đến khoảng là hơn 3 phút là cái quãng nghỉ mà tất cả các toàn cầu này, cái thế giới fitness tập luyện cơ bắp nói chung người ta áp dụng ấy. Thì từ 0 đến 30 giây thì các bạn có thể áp dụng cho những cái gọi là chiến thuật, những cái kỹ thuật như là drop set, super set hay là cluster set, tức là tạo ra cái metabolic stress. Thậm chí là bạn tập FST7 chẳng hạn thì bạn cũng có thể áp dụng cách này. Tất nhiên là FST7 như là Phil Heath, như là Jay Cutler, là như những cái idol Andre Dew này kia tập theo Henry Rambo, thì nó phải tùy thuộc vào cái chuyện là bạn có chơi đồ hay không nữa. Nó rất là khác nhau giữa chơi đồ và tập luyện tự nhiên. Mình đã làm video rồi, các bạn có thể theo dõi lại. Tuy nhiên các bạn có thể áp dụng, tức là các bạn có thể áp dụng những cái liên quan đến super set, drop set hay giant set để tăng cường cái chuyện gọi là kích thích cái metabolic stress đẩy lên cao nhất. Còn tất nhiên những yếu tố kia thì nó vẫn đi theo, nhưng nó có thể áp dụng cái cách này để đẩy mạnh cái chuyện là tăng cường cái gọi là căng thẳng về mặt chuyển hóa. Và một cái nữa các bạn có thể áp dụng ở trong cái quãng nghỉ này là cái chuyện là bạn tập luyện từng bên một, chẳng hạn như cái bài tay mà tập luyện từng bên một thì hoàn toàn bạn có thể rút ngắn cái thời gian nghỉ. Mà tập luyện từng bên tay một hay là từng bên chân một chẳng hạn thì bạn có thể là rút ngắn cái thời gian nghỉ, là tại vì nó không cần hồi phục gọi là đầy đủ giữa cái bên này chẳng hạn, cái bên này nó đã được nghỉ
rồi bạn tập tiếp thì cái bên kia đồng thời nó cũng sẽ hồi phục tiếp theo, thì cái quãng nghỉ của nó đâu đó vẫn nằm trong cái khoảng đó, và thực ra là nó là một cái cách hiệu quả cho những cái bài isolate các bạn có thể tập theo. Sơn cũng phải nói thêm là với cái quãng nghỉ ngắn như này thì bạn có thể áp dụng vào những cái concept dành cho cái chuyện là body recomposition, tức là cái chuyện mà tăng cơ, giảm mỡ, tăng đường nét cơ bắp và giảm đi lượng mỡ. Rất là nhiều bạn giảm cân, đặc biệt là những cái bạn mà mới, hay là những cái bạn mà gọi là thừa cân nếu mà mới tập luyện ấy, thì rất là thích cái concept này, và mình cũng đã làm những cái giáo trình liên quan đến cái concept mà giúp các bạn là tăng đường nét cơ bắp và giảm mỡ. Thực ra là cái body recomposition nó tùy thuộc vào rất là nhiều người, mình đã nói rồi, khi mà viết chương trình thì không nên mà gọi là tập trung cho cái chuyện là tăng cơ giảm mỡ, là đi hai hướng mà đi một hướng nó sẽ tốt hơn. Tức là bạn cứ tập gọi là tăng cơ bắp thì chẳng hạn là cái hiệu ứng giảm mỡ nó sẽ phụ đi theo, hoặc là bạn tập là giảm mỡ thì chẳng hạn là cái hiệu ứng gọi là tăng cơ nó sẽ đi theo như thế thôi. Body recom các bạn hiểu đúng là như thế, chứ không phải là cái chuyện là tăng cơ giảm mỡ hai cái hướng đều gọi là hướng tới trong một chương trình thì bạn không viết được đâu và bạn không thực hành được đâu. Thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng, hay là bạn có thể áp dụng một concept mà mình cũng rất hay đề cập trên kênh, và mình đã làm series về chuyện là giảm cân gọi là 19 kg gì đó trong vòng 12 tuần rồi. Các bạn có thể xem lại trên kênh, là một concept mà mình cũng áp dụng ở trong rất là nhiều các chương trình của mình, là high intensity weight training, tức là tập luyện high intensity nhưng mà với tạ. Thì các bạn có thể theo dõi lại trên kênh, rất là hữu ích cho những cái bạn mà muốn gọi là có đường nét cơ bắp, hay là muốn giảm cân giảm mỡ nhưng mà vẫn giữ được sức khỏe, vẫn giữ được đường nét cơ bắp, vẫn tăng trưởng được cái phần gọi là đường nét cơ bắp, thì các bạn có thể theo dõi. Quãng nghỉ tiếp theo là quãng nghỉ từ 30 đến 60 giây, thì bạn có thể áp dụng cho những cái bài tập hypertrophy thuộc cái nhóm là single joint, hay là cái nhóm isolation, tức là những cái bài tập mà để cô lập cái nhóm cơ đó, những cái bài tập cô lập nhóm cơ càng tốt. Và tất nhiên bạn có thể áp dụng luôn dành cho cái nhóm mà tập từng bên một, từng bên tay, từng bên chân một, tùy thuộc vào cái load của bạn. Thì load nặng lên chắc chắn là bạn sẽ không thể nào mà nghỉ ngắn quá được, để cái mỗi bên ấy nó có thể hồi phục kịp. Và cũng nằm ở một cái chuyện nữa là cái quãng nghỉ này thì bạn hoàn toàn có thể áp dụng để đẩy mạnh cái gọi là rep range lên, bạn có thể tăng cái rep range lên. Các bạn phải biết rồi, nó đều là trong một khoảng từ 6 đến 15 rep range chẳng hạn tối đa cho cái chuyện hypertrophy. Tất nhiên mình sẽ có video để làm rõ về rep range cho các bạn hiểu, nhưng người ta thường hay hiểu là từ 6 đến 15 rep range là cái range mà để tăng trưởng về mặt hypertrophy một cách tốt nhất. Thì lúc đó bạn có thể tối đa cái rep range chẳng hạn, và sau đó thì bạn có thể tăng lên bằng cái chuyện là tăng load lên, thì bạn có thể nghỉ dài hơn. Đơn giản như thế thôi, bạn phải áp dụng nó trong một cái tổng thể như thế. Thì quãng nghỉ từ 1 đến 3 phút là một quãng nghỉ rất rộng để các bạn có thể áp dụng cho cái chuyện là maximum cái hypertrophy training của bạn. Thực ra là nó sẽ rất là tốt cho cái chuyện là bạn có thể lựa chọn từ nghỉ 1 đến 2 phút chẳng hạn để tối đa cho cái chuyện hypertrophy, nhưng bạn cũng có thể nghỉ dài hơn để kết hợp tập luyện thêm strength and power trong những cái concept như là power building, là những cái concept mà tăng cơ, tăng sức mạnh. Mình đã viết ở trên website một cái giáo án như thế rồi, các bạn có thể xem, hay các bạn có thể gọi là tìm hiểu thêm. Rất là nhiều các huấn luyện viên trên thế giới người ta cũng rất là ưa thích cái concept này, tại vì nó thích hợp cho cái chuyện là bạn truy đuổi những cái mục tiêu gọi là tốt hơn, toàn diện hơn về mặt sức khỏe, chứ không chỉ chăm chăm gọi là tăng cơ không. Thì với những cái bài tập như deadlift chẳng hạn, là những cái bài tập mà toàn thân, thì bạn hoàn toàn bạn có thể áp dụng cái quãng nghỉ gọi là từ 1 đến 3 phút, hoặc là những cái bài mà khó chơi, khó lên như là lên xà, kéo xà, pull up chẳng hạn ấy, hay là những cái bài mà tập calisthenics kết hợp vào trong tập luyện cơ bắp chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể tận dụng cái quãng nghỉ này để tối đa cho cái chuyện là vừa tập luyện được sức mạnh mà vừa tập luyện được hypertrophy, nó vẫn tăng cơ rất là tốt. Và thực ra là bạn vẫn có thể tập luyện gọi là maximal strength được, tức là tập luyện tới cái chuyện là strength và power tới mức tối đa trong cái quãng nghỉ này. Tuy nhiên để làm được chuyện này thì bạn phải có một cái level tập luyện rất là tốt. Còn đối với những người mới tập thì cái quãng nghỉ này không phải là một quãng nghỉ gọi là tối ưu cho cái chuyện là maximal strength. Mình cũng phải nhắc lại như thế, nó tùy thuộc vào cái body, cái sức khỏe và cái level hiện tại của bạn nữa. Và powerlifting thì bạn là một cái concept rất là khác rồi, nếu mà bạn chuyên về thì bạn phải gọi là tập luyện khác đối với lại hypertrophy training. Còn trong cái video ngày hôm nay, hay là trong cái series này, mình chỉ nói về hypertrophy thôi. Cái quãng nghỉ cuối cùng là quãng nghỉ từ 3 đến 5 phút, hoặc là tạm gọi là trên 3 phút cho nó dễ gọi đi, là một cái quãng nghỉ mà giúp bạn có thể tập luyện những concept mà tối ưu cái sức mạnh, tối ưu cái power, tối ưu cái sức khỏe cơ bắp của bạn. Và lúc đó thì bạn sẽ tăng được cái one rep max của bạn. Bạn cứ tập luyện theo cái quãng nghỉ như thế thì lúc đó là cái volume tập luyện của các bạn ấy thực ra nó cũng sẽ khác so với lại cái volume của hypertrophy training. Và thực ra cái concept tập luyện nó cũng khác, nhưng bạn hoàn toàn có thể hiểu một cái rất là đơn giản như này: khi bạn tập luyện mà maximal for strength ấy, tức là bạn tập luyện để tối ưu cho cái chuyện là sức khỏe, sức mạnh cơ bắp ấy, thì cái quãng nghỉ nó lại rất là quan trọng, chứ nó còn quan trọng hơn
kể cả là cái volume hay kể cả là cái tổng thể. Thực ra là bạn không cần nhất thiết là phải hoàn thành toàn bộ cái gọi là giáo án tập luyện của một ngày trong một ngày nào đó. Nó vẫn quan trọng là bạn tăng được cái volume max và bạn cảm thấy thoải mái, là tại vì bạn tập luyện mà strength training ấy hay là power lifting training ấy, thì cái yếu tố an toàn và cái yếu tố sức khỏe nó mới quan trọng, chứ không phải là mỗi ngày bạn phải hoàn thành một cái thì nó rất là sai lầm. Mình có thể gặp cái sai lầm này rất là nhiều ở trong các phòng gym rồi. Tuy mình không phải là một người gọi là strength coach mà mạnh về mặt strength coach, mình mạnh về body transformation, mạnh về total fitness, mạnh về giảm cân, chứ về phần strength coach thì mình chưa đủ gọi là mạnh để có thể huấn luyện. Mình nói thật như thế, huấn luyện căn bản thì được, chứ còn huấn luyện mà để tăng cường là mình chưa đủ trình độ. Nhưng mình có thể khuyên những cái điều căn bản như vậy là các bạn hiểu thôi. Cái nghiên cứu mà người ta hay dẫn ra, các chuyên gia hay dẫn ra thôi, là vào năm 2009 là người ta nghiên cứu cái rest interval between sets in strength training, tức là nghiên cứu cái quãng nghỉ giữa các set mà dành cho strength training. Các bạn phải biết như thế. Và người ta nghiên cứu cái mục tiêu người ta cái gì và so sánh cái gì thì người ta sẽ quan tâm đến cái mục tiêu và so sánh mà cái đối tượng nghiên cứu đó thôi, chứ người ta sẽ bỏ qua những yếu tố khác, bỏ qua những yếu tố như là set rep hay là những cái yếu tố mà dành cho hypertrophy training. Các bạn phải biết như thế. Giống như là nghiên cứu về strength training thì người ta chỉ cho tập từ gọi là 50 đến 90% one rep max thôi, và người ta cứ nghỉ từ 3 đến gọi là 5 phút, và người ta xem là cái kết quả thế nó có tốt không, so sánh cái chuyện là nghỉ 1 phút. Còn người ta bỏ qua cái chuyện là tập nhiều rep hơn chẳng hạn, hay là tập nhiều set hơn chẳng hạn, hay là tập gọi là ABCD này kia chẳng hạn. Các bạn phải biết như thế. Mỗi nghiên cứu thì người ta phải xem cái phương pháp và cái gọi là tiến hành ở trong nghiên cứu đó nó như thế nào. Như các bạn thấy ở đây là mình có bôi xanh rồi, là kết quả nghiên cứu này thực ra nó chưa rõ ràng, và người ta lại đưa ra những cái kết quả khác là nằm ở cái chuyện này là bạn phải xem xét cái gọi là rest between set, tức là rest between set là cái quãng nghỉ giữa các set ấy, nó là một yếu tố quan trọng, nhưng bạn phải xem xét nó trong một cái tổng thể và trong một cái gọi là prescription của bạn, tức là cách các bạn gọi là lên chương trình và cách các bạn kê đơn chương trình của bạn. Nó còn liên quan đến gọi là volume và intensity như các bạn thấy ở đây, và quan trọng nhất là các bạn phải đặt trong một cái chương trình. Đó là lý do tại sao mình phải nói là không nên gọi là hiểu những nghiên cứu theo một cái cách phiến diện, là cứ thấy nghiên cứu kết luận như gì xong rồi bê vào xong rồi nói lại là ông này ông kia ông nói là những cái người chưa có kinh nghiệm thôi, thậm chí là kinh nghiệm đọc nghiên cứu cũng chưa có. Và đọc nghiên cứu mà không hiểu có nghĩa là những cái kinh nghiệm về mặt huấn luyện không hiểu đâu các bạn ạ. Huấn luyện là không ai mà người ta lại có thể là huấn luyện một cách phiến diện như thế, nó phải nằm trong cái tổng thể cái chương trình. Cái chương trình này của tôi thiết ra concept như thế, nguyên lý như thế, và tôi bắt bạn nghỉ 1 phút như thế là tại vì nó sẽ có kết quả như thế, và nó sẽ đi kèm cái tiếp theo như thế. Nó còn liên quan đến bài tập, rồi bài tập này sau bài tập kia, rồi rất là nhiều các yếu tố như thế. Và mình cũng nhắc lại thôi là liên quan đến chương trình nó vẫn quan trọng nhất những cái yếu tố căn bản thôi, là volume, là progressive overload, là intensity, thì những cái đó mới là những cái quan trọng nhất về mặt chương trình. Còn những cái yếu tố nhỏ hơn nó cũng có thể tác động, nhưng nó đều nằm trong một cái khoảng là điều chỉnh được. Bạn có thể nghỉ ít hay nghỉ nhiều tùy thuộc vào cái program bạn lên, tùy thuộc vào cái prescription của bạn lên, thậm chí là tùy thuộc vào cái ngày đó bạn tập có sung hay không nữa, thì mình đã nói trong rất là nhiều các video rồi. Ok, mình sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây. Đừng quên cho Vincent một like, một share cũng như là comment các câu hỏi, ý kiến của các bạn, và mình sẽ sớm trở lại trong những video tiếp theo thôi. Như thường lệ, cảm ơn mọi người đã theo dõi, và đừng quên theo dõi nguyên cái series này, nắm được những kiến thức hữu ích. Rất là cảm ơn mọi người.